Hiện tại, Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp Trường Đại học Thăng Long đã hoàn thành xong trang web học trực tuyến giúp sinh viên nâng cao kiến thức, tăng cường kỹ năng làm việc sau khi ra trường. Lớp học trực tuyến có địa chỉ web là uctlu.moodlecloud.com hoặc bit.ly/uctlu/học-trực-tuyến. Tại địa chỉ trang web này thì các bạn có thể đăng ký tài khoản của mình để có thể tham gia vào khóa học, và các bạn cũng có thể đăng nhập theo dạng khách để xem một số nội dung. Khóa học có tên gọi là kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Khóa học này sẽ giúp các bạn sinh viên tự trang bị kiến thức cần thiết để thiết lập một dự án nghề nghiệp cho bản thân mình, tự tạo được một hồ sơ ứng tuyển hợp lý và tái sử dụng được, và chuẩn bị tinh thần nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Nội dung của khóa học kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên bao gồm có các phần như là phần gender, gồm các thông báo chung và phần câu hỏi trao đổi ý kiến. Module 0, module bắt đầu, giới thiệu mục tiêu và kết quả học tập. Ở module này sẽ giới thiệu về khóa học, cách đăng ký nhận tài khoản học trực tuyến, hướng dẫn sử dụng lớp học, hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân của bạn, cũng như là hướng dẫn các bạn các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành xong khóa học trực tuyến. Ở module 1, định hướng nghề nghiệp. Trong module này, chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về bản thân và lên một kế hoạch nghề nghiệp phục vụ cho công việc, soạn CV và chuẩn bị phỏng vấn sau này. Module 2, biết cách nói về mình. Module này sẽ giúp các bạn xác định các điểm yếu và điểm mạnh của mình là những nhân tố quan trọng trong việc tìm kiếm công việc thích hợp với khả năng của bản thân mình. Module 3, biết soạn lý lịch CV. Học xong module này thì chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có đủ kiến thức để tạo một bản CV ấn tượng. Và trung tâm cũng kết nối, phối hợp với các chuyên viên nhân sự tại công ty cổ phần MISA để giúp các bạn hoàn chỉnh CV của mình trước khi gửi đến các nhà tuyển dụng. Module 4, soạn đơn ứng tuyển việc làm. Module này sẽ cho phép các bạn nắm rõ các nội dung cần viết vào đơn ứng tuyển việc làm. Module 5, chuẩn bị phỏng vấn. Module này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức quan trọng để chuẩn bị tinh thần và thành công trong quá trình phỏng vấn. Và từ module 1 đến module 5 thì bao gồm có các phần như là phần giới thiệu của từng module, nội dung của từng module đó, và cuối cùng là phần câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn củng cố cái kiến thức của mình sau khi hoàn thành xong mỗi một module. Ở phần đi xa hơn nữa sẽ là phần giới thiệu một số tài nguyên có sẵn trên Internet để giúp các bạn có thể tự học thêm. Và khóa học sẽ tập trung đầu tiên vào ngày 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 10 tháng 3 năm 2019 với 40 học viên. Tức là chúng tôi sẽ cung cấp 40 tài khoản cho các bạn để các bạn có thể tham gia vào khóa học. Và để đăng ký vào khóa học thì các bạn có thể vào module 0 là module bắt đầu. Các bạn hãy nhấp chuột vào phần đăng ký nhận tài khoản học trực tuyến. Sau đó sẽ hiện lên một bảng khảo sát và các bạn có thể đăng nhập email để có thể điền tất cả các thông tin cũng như là trả lời các câu hỏi. Sau khi nhận được thông tin của các bạn thì chúng tôi sẽ cấp cho các bạn một tài khoản để các bạn có thể tham gia vào khóa học trực tuyến và miễn phí. Và chúng tôi mong sẽ gặp các bạn trực tuyến vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Cảm ơn các bạn.